Em xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 7 tháng 6 năm 2021 như sau. Tòa Bạch Ốc hôm thứ hai là ngày hôm nay cho biết là họ nhìn thấy nhiều con đường để thông qua luật cơ sở hạ tầng ngay cả khi các cuộc đàm phán đã bị đình trệ giữa Tổng thống Joe Biden và nhà đàm phán hàng đầu của bên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Sally Moore Capital. Cập nhật thứ hai đó là hơn 2,6 triệu người Mỹ đang thúc đẩy thanh toán COVID-2.000 đô la hàng tháng trong các bản khiến nghị trực tuyến và thông tin tiếp theo đó là Sở thuế vụ sẽ gửi hơn 2,8 triệu khoản tiền hoàn lại trong tuần này cho những người nộp thuế đã trả thuế cho khoản bồi thường thất nghiệp mà luật mới hiện tại À, loại trừ là thu nhập đó. Thì và thông tin cuối cùng là IRS cũng đang gửi thư cho hơn 36 triệu gia đình có thể đủ điều kiện nhận tính dụng thuế trẻ em hàng tháng, thanh toán bắt đầu từ ngày 15 của tháng 7 và những ai sẽ nhận được những lá thư thông báo này. Xin quý vị theo dõi hết video này nhé. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai cho biết là họ nhìn thấy nhiều con đường để thông qua luật cơ sở hạ tầng ngay cả khi các cuộc đàm phán đã bị đình trệ giữa Tổng thống Joe Biden và nhà đàm phán hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện là Selby Moore Capital. Biden dự kiến sẽ nói chuyện với Selby Moore trước khi lên đường sang châu Âu vào thứ Tư tuần này, trong một tuần luôn. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc cô Jen Schenker à Saki nói hai người nói chuyện lần cuối vào thứ sáu sau đó chính quyền cho biết là ông Biden đã bị áp lực bởi đời xuất mới nhất của thượng nghị sĩ thời gian không phải là không giới hạn ở đây cũng không phải là sự sẵn sàng thỏa hiệp của tổng thống cô thơ ký báo chí nói trong một cuộc họp báo hôm thứ hai ông ấy nói rõ rằng đời xuất là lời đề nghị đưa lên bàn không phù hợp với quán bo của riêng ông ấy nhưng chúng tôi rất cởi mở với việc cuộc thảo luận sẽ bắt đầu từ đây cô uh, thư ký báo chí nói rằng tổng thống đã giảm khoảng 1.000 tỷ USD so với đề xuất 2,2 nghìn tỷ ban đầu của mình những gì chúng tôi đã thấy ở phía bên kia là họ chỉ đưa ra một tỷ lệ nhỏ trong số đó trong khi tòa bà đốc nhìn thấy những khác nhau để hoàn thành một dự luật cơ sở hạ tầng, con đường phía trước không rõ ràng hơn đối với luật về quyền bầu cử. Ông mention một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại thượng viện đã công bố một bài báo vào hôm chủ nhật đưa ra ý kiến phản đối đạo luật vì nhân dân. Đạo luật về quyền biểu quyết sâu rộng đã được thông qua tại hạ viện vào đầu năm nay. Ông mention cảnh báo rằng việc theo đuổi luật về quyền bầu cử theo đường lối của đảng sẽ dẫn đến sự chia rẽ hơn nữa trong nước. Ông nói thêm rằng ông sẽ không ủng hộ việc chấm dứt hoặc thay đổi quy uh, quy trình lập pháp đòi hỏi 60 phiếu bầu cho một dự luật đợi tiến tới tại thượng viện, làm lưu mờ hy vọng của những người tiến bộ về việc thúc đẩy thông qua chương trình nghị sự của họ trong một phòng chia 50 và 50 và đó là cập nhật về cái cuộc đàm phán về cái dự luật cơ sở hạ tầng thì Kim sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị khi Kim có thông tin mới. Tiếp theo thì là hỗ trợ cho các cuộc kiểm tra kích thích trị giá 2.000 đô la hàng tháng trong suốt thời gian diễn ra đại dịch. À, tiếp tục tăng trên mạng nha quý vị. Với hơn 2,6 triệu người Mỹ hiện đang thúc đẩy chính quyền của ông Biden và quốc hội về cái ý tưởng này trong một số ít kiến nghị của change.org thì quốc hội không có khả năng sớm thông qua thêm các đợt kiểm tra kích thích nếu như có nhưng một bản khiến nghị kêu gọi các khoản thanh toán định kỳ được đăng cách đây hơn một năm bởi chủ nhà hàng ở Denver. Đã có hơn 2,3 triệu người ủng hộ tính đến sáng ngày hôm Chủ nhật. Một bản khiến nghị khác bắt đầu vào năm ngoái cũng đã thu hút được hơn hơi thở và đang tiếp Cận được 82.000 người ủng hộ. Ít nhất là bốn kiến nghị khác đã đạt được hơn uh, từ 20.000 đến 73.000 chữ ký. Bản kiến nghị kêu gọi ít nhất 2.000 đô la mỗi tháng trong suốt cuộc cuộc khủng hoảng và trong 3 tháng sau cuộc khủng hoảng cho tất cả những người thất người Mỹ thất nghiệp từ 16 tuổi trở lên kiếm được dưới 130.000 đô la hàng năm. Đó là những gì họ muốn là 2.000 đô la cho những người thất nghiệp từ 16 tuổi trở lên với cái income là dưới 130.000 đô la. Những cái bản khiến nghị này cũng thúc đẩy liên bang cung cấp đầy đủ tiền thuê nhà và tha thứ cho việc thanh toán thế chấp trong suốt đại dịch. Thì tất cả đã nói ít nhất là 2,6 à uh, 25 triệu người đã ký vào bản kiến nghị hàng đầu kêu gọi thanh toán định kỳ là 2.000 đô la đó là về phần tấm chất thứ tư đến thời điểm hôm nay thì vẫn chưa có um, tin gì bên chính quyền của ông Biden nói là sẽ có tấm chất thứ tư cũng như là quốc hội nhưng mà có hơn 2,6 um, nghìn người 2,6 triệu người đã ký vào cái bản kiến nghị là muốn uh, cho tấm chất thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về cái um, đời xuất cơ sở hạ tầng xem như thế nào, coi giờ phút cuối họ có bỏ cũng như là bao gồm chèn cái tấm chất lần thứ tư vào cái đời xuất này hay không nha quý vị. Thông tin thứ ba đó là liên quan đến tiền hoàn thuế cho cái số tiền mà 10.200 cho những ai đã đóng thuế trên cái tiền thất nghiệp vừa qua nha quý vị. Thì đầu tháng này IOS đã bắt đầu xem xét những cái chương trình này và IOS đã có kế hoạch là phát hành khoản tiền lại tiếp theo vào giữa tháng 6 thì họ sẽ xem những cái thuế mà đơn giản trước và sau đó họ sẽ nhìn vào những cái thuế của những cặp vợ chồng, rồi tiếp theo nữa là những cái thuế hơi phức tạp một chút xíu. Thì người nộp thuế sẽ nhận được thư từ IRS thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều chỉnh sau khi sở thuế à, điều chỉnh thông báo cho họ về loại điều chỉnh đã được thực hiện, chẳng hạn như là hoàn trả thanh toán, khoản thanh toán nợ IRS hoặc là khoản thanh toán bù đắp cho các khoản nợ được Quỹ quyền khác và số tiền điều chỉnh. Thì nói tóm lại là quý vị sẽ nhận được thư từ đây tới tháng 7, quý vị sẽ nhận được thư từ iOS. Một là họ sẽ trả tiền lại cho quý vị, hai là trong thư họ sẽ nói cho quý vị là họ khấu trừ cái tiền thuế mà quý vị thiếu của họ nha và thông tin cuối cùng đó là sở thuế vụ cũng đã bắt đầu gửi thư đến hơn 36 triệu gia đình Mỹ, những người dựa trên các bản khai thuế đã nộp uh, cho cơ quan đó có thể đủ điều kiện cho nhận được cái tín dụng thuế trẻ em hàng tháng bắt đầu từ tháng 7 nha quý vị. Thì uh, các gia đình đủ điều kiện nhận trước khoản thanh toán tín dụng thuế cho trẻ em sẽ nhận được một bức thư thứ hai được uh, cá nhân hóa liệt kê ước tính về cái khoản thanh toán hàng tháng của họ bắt đầu từ ngày 15 của tháng 7. Hầu hết các gia đình không còn phải thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được khoản thanh toán của họ. Thông thường thì IRS sẽ tính toán số tiền thanh toán dựa trên tờ khai thuế năm 2020. Nếu tờ khai thuế đó không có sẵn à, do chưa được nộp hoặc là chưa được xử lý thì thay vào đó IRS sẽ xác định số tiền thanh toán bằng cách sử dụng tờ khai thuế của năm 2019 nha quý vị các gia đình mà đủ điều kiện á, thì sẽ bắt đầu nhận các khoản thanh toán trước bằng tiền gửi trực tiếp hoặc là chất giấy. Khoản thanh toán sẽ lên đến 300 mỗi tháng cho mỗi trẻ em đủ điều kiện dưới 6 tuổi và lên đến 250 mỗi tháng cho mỗi trẻ em đủ điều kiện từ 6 tuổi trở đến 17 tuổi. IRS sẽ cấp trước khoản thanh toán tín dụng thuế cho trẻ em vào ngày 15 tháng 7 nè, ngày 13 tháng 8, ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 10, 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 10 12 nha quý vị. Ngoài ra thì toàn bộ khoản tín dụng sẽ được hoàn lại đầy đủ cho năm 2021 khi quý vị khai thuế của năm 2021 vào đầu năm 2022. Thưa quý vị, bản cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin Hoa Kỳ của Kim. Đến đây Kim xin tạm dừng video và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe nha. Chào tạm